Hi, xin chào các bác, một lần nữa lại được gặp các bác trên kênh YouTube của em nhé. Hôm nay em lại mới về được một chiếc âm ly California Pro 128B 25 mát. Đây, nhìn còn rất ok các bác. Mặc dù em ấy đã rất lâu năm rồi nhưng mà nhìn rất còn ok. Đây, em quay xung quanh cho các bác xem. Đây, em mới lau qua. Bẩn quá, mới lau qua là chưa khô. Đấy, ngoại hình thì các bác về vệ sinh thêm chút nhé. Em thì em mới lau qua bằng rẻ thôi. Đây. Đây, em mở ốc rồi. Bây giờ em mở bên trong cho các bác xem. Wow. Đây, nắp này là nắp zin nhá, nắp chưa sơn lại đâu các bác. Em mới nhập về thôi, chưa làm gì hết. Em chỉ mới lo qua quay video cho các bạn xem. Mà nào kết thì alo em thôi. Đây. Em này là nội thất như là Jaguar 203N nhé. Còn rất ok đấy các bạn, đẹp. Tuyệt vời. Nguồn đây 3203N V05. Đây. Sò JK nhé. Hai sò chạy sò, hai sò JK này. Em này là vang liền. Sò JK. Còn rất mới. Nói chung là không phải là mới lắm mà rất ok với so với tuổi thọ. Đây, nguồn này. Nguồn to. À quên, đây là tụ. Nguồn đây ạ. Tụ to. Đây, mình sẽ quay. Quay cho bác xem van biết của em đây. Chữ đây nha các bác nha. Đây là cam đoan là hàng xịn nhé, cam kết hàng xịn nhé. Đây này, có chữ NSSN gì đây này. Đấy. IC đây, IC rất đẹp. Em trên lần sau nhá. Này, lần sau nó hơi ố một tí. Các bác về vệ sinh một chút là đẹp ngay. Mà cái này thì quan trọng là chất lượng, chứ còn bề ngoài này thì nó cũng một phần nào đấy thôi. Xem cái này sản xuất năm bao nhiêu. Đấy, chuột cắn các bác. Em này sản xuất 1997 các bạn. 1997 nó cũng khá lâu rồi, hai mươi mấy năm rồi. Còn thường như này là cũng ok. Hàng xịn nhìn nó khác các bạn. Đây, chữ này NS này, tất cả các cái này đều chữ ấy. Đấy. Theo kinh nghiệm của em thì có chữ này là hàng xịn, còn bác nào mà sành hơn thì có thể nhìn qua là biết được. Em thì em theo kinh nghiệm của em thì em cứ thấy chữ NS này là hàng xịn. Đây, em chỉ quay qua một tổng thể một lần cho các bác xem. Nếu bác nào kết thì alo cho em. Này thì em bán giá thì chỉ là vài trăm. Cam đoan là rẻ hơn các cửa hàng khác. Tại vì em nhập được rẻ thì em bán cho các bác rẻ, các bác chơi trải nghiệm thôi. Em cũng vừa chơi vừa bán thôi. Vậy bác nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em nhé.
Số điện thoại của em là 0982988007. Em sẽ báo giá cho các bác. Giá yêu, yêu thương nhất. Tết nhất gần đến rồi. Bác nào thích hát hò, nghe nhạc thì rước em này về. Chơi Tết thì quá ok. Vàng nhạc em này rất hay đấy ạ. À, các bạn nào có nhu cầu thì cứ alo em nhé. Và các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Đấy, mỗi khi em có hàng gì hay hay em đăng lên, các bác biết thì alo em. Vì em cũng hay đăng lên đây. Đấy nhá, chào các bác nhé. Chúc các bác một ngày vui vẻ, hạnh phúc nhá. Bye bye, chào các bác.